bác uống cà phê không? Giờ đang sớm là đi không? Bác mắt uống cà phê không? Đi cà phê nha. À, nào. Rồi, đi cà phê đi không có bác kia bố nha. Nhé. Rồi, mọi người đây thì cái mặt là quần áo xong rồi bác cắt cái áo xong rồi đi nha. Mọi người đây để bác cắt cái áo rồi đi nha. Nha. Rồi. Rồi. Mọi người đấy nha. Con đưa đứng bên lại đi. Đi nào. Gì đấy? Ơi. Quả đống mới à? Cái này ba vừa mới thắng được con mà, quả đống này đang mới mà. Đi cà phê đi mặc quả đống này cũng được nha. Bà cắt cái này đi nha. Còn cái mặt quần áo này đẹp nè, quần áo vừa tắm xong rồi. Rồi con người đây. Và đội mũ nè. Ồ, bác chạy lại mà mới mặc là mới à. Có lại lấy cái đồng mới à, mắt thích bộ này à. Ôi, đẹp ấy, thôi mua mặt cho mắt nhé. Trời ơi, thích mặt đồ mới đi cà phê nhé. Cái áo này ra nè, bộ này đẹp, đẹp mà không mặc nhé. Nào, mặc cái đồ đẹp đi cà phê. Quần này nha. Mặc cái bộ này này. Thích mặc bộ này á? Thích mặc bộ này à? Mặc vào đó nha. Chúng vào đây. Hai chúng vào đây. Rồi. Rồi. Kéo lên. Làm này thẳng em để ba sát quần lên này. Rồi cài khuy lại. Đẹp đến cà phê nha. Mọi người thấy có đẹp không? Đẩy ra này rồi. Đi đến cà phê nha. Let's go. Rồi, đi cà phê mắt nè. Đây đây nè. Đây đây, chú đây không? Đó. Chú đây nha. Thank you.
cho dầu tây với lại à. Có trà chanh không? Thích nhé, cái đó đẹp thế, cái đó mắc đẹp thế. Rồi, mời anh đi. Ui, con được cái nơ này, cái nơ đẹp. Mắc nhé. Lấy cho anh hộp sữa chua rồi. Đưa nè, lên nè. Mà ăn nè. Ôi đi nha. Ừ, thích chưa ạ? Tiếp nha. Ở bữa này ngon nè. Rồi. Để ba lau mồm cho mắt không? Để ba lau nè. Lau tay nè. Mà đi về nha. Về nhé. Đi về nhé. Đi về ăn cơm nha. Ăn bóng rồi. Đi về ăn cơm. Đi về ăn cơm nhé.